Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình tháng 4 năm 2020 của các cựu sinh viên Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và Hậu Duệ Võ Bị Đà Lạt thực hiện. Thủy Tiên xin kính chào quý khán giả cùng đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Chương trình truyền hình của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan và Đoàn Thanh Thiếu niên Đa hiệu Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận gồm có tin tức sinh hoạt và chủ đề Dưới ngọn cờ vàng. Xin mời quý vị theo dõi phần tin tức với Bích Phượng. Thông báo hoãn việc tổ chức Đại hội 22 tháng 10 năm 2019, Ban chấp hành Tổng hội Cựu sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội 22 tại miền Nam California. Sau khi Ban tổ chức được thành lập, Đại gia đình Võ Bị đã nồng nhiệt ủng hộ về tinh thần lẫn tài chánh. Đây là niềm khích lệ lớn lao cho Ban tổ chức Đại hội 22 trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2020. Nhưng đại dịch coronavirus COVID-19 từ Trung Cộng lan rộng ra khắp thế giới, Thống đốc tiểu bang California đã ban hành luật đóng cửa trường học, nhà thờ, nhà hàng, cấm tụ họp từ 10 người trở lên. Do đó, ban tổ chức không thể tổ chức đại hội đúng vào thời gian đã ấn định. Ban tổ chức đề nghị với ban chấp hành, tổng hội và hội đồng tư vấn và giám sát xin dời đến một thời điểm thuận lợi. Trong tương lai, khi điều kiện cho phép, ban tổ chức sẽ sớm thông báo ngày địa điểm tổ chức đại hội. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ vô cùng quý báu của quý niên trưởng, niên đệ, quý chị, các đoàn thanh thiếu niên đa hiệu thuộc đại gia đình Võ Bị. Phát hành báo đa hiệu trễ. Báo đa hiệu số 119 đã được ban biên tập hoàn tất, nhưng vì dịch Vũ Hán nên chưa thể in và phát hành vào trung tuần tháng 5 2020 như quy định. Ban trị sự sẽ phát hành ngay khi đại dịch đã qua và dân chúng trở lại sinh hoạt bình thường. Hội Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận hủy cuộc họp tháng 5 2020. Sau khi tham khảo ý kiến và do tình hình đại dịch, Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên Sĩ quan xin thông báo cuộc họp tháng 5 năm 2020 như đã quy định được hủy bỏ. Kính thưa quý khán giả, tháng tư về, cộng đồng người Việt tị nạn lại nhớ về những thương binh, những anh hùng tử sĩ đã vì quốc vong thân. Dù hoàn cảnh có thay đổi, nhưng trách nhiệm đối với quê hương của người Việt tị nạn Cộng sản vẫn còn đó. Tùy theo hoàn cảnh, chúng ta hãy góp sức vào công cuộc đấu tranh cho một Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và phú cường. Trong khả năng hạn hẹp, chúng tôi xin nêu lên sự hy sinh của một tướng lãnh đã tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, hầu giữ trọn lời thề cùng với binh sĩ, quyết tử chiến với cộng quân ở Pleiku, nhưng không được chấp thuận. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2. Xin mời cựu sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn trình bày về đời binh nghiệp của cố thiếu tướng Phạm Văn Phú. Kính thưa quý vị, Thiếu tướng Phạm Văn Phú sinh quản ở Hà Đông Bắc Việt, năm 1948, tốt nghiệp tú tài 1, năm 1952, theo học khóa 8, rồi phải tình nguyện phục vụ trong binh chủng Ngải Dù. Với chức vụ trung đội trưởng, chỉ sau 5 tháng, ông được thăng cấp trung úy, rồi đảm nhận chức vụ đại đội phó. Ngày 14 tháng 3 năm 1954, ông đảm nhận chức vụ đại đội trưởng và chạy xuống mặt trận Điện Biên Phủ. Sau hơn một tháng giao tranh ác liệt với cộng quân, rồi chỉ huy các cuộc phản công tái chiếm những vị trí trọng yếu, ông được thăng cấp đại úy vừa tròn 25 tuổi. Ngày 26 tháng 4 năm 1954, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Ngải Dù. Năm 1960, thụ huấn khóa lực lượng đặc biệt tại Nha Trang, tốt nghiệp, ông được bổ nhiệm làm quân trưởng quân trà cũ tỉnh Vĩnh Bình. Năm 1962, ông được thăng cấp thiếu tá, trở về binh chủng lực lượng đặc biệt để thành lập Liên đoàn 77 và đảm nhận chức vụ liên đoàn trưởng.
giữa tháng 5 năm 1964. Ông chỉ huy đơn vị đánh tan một trung đoàn cộng sản tại chiến trường Suối Đá, Tây Ninh. Cuối năm 1964, ông được thăng cấp trung tá và đảm nhận chức vụ tham mưu trưởng, rồi đã được thăng cấp đại tá cũng tại đơn vị này. Giữa năm 1968, ông đảm nhận tư lệnh biệt khu 44, các tỉnh biên giới gồm Kiên Tường, Kiên Phong, Châu Đốc, Hà Tiên. Ông phù hợp chặt chẽ với các lực lượng đặc biệt biên phòng, đánh tan một tiểu đoàn đặc công cùng một tiểu đoàn phòng không của Cộng sản Bắc Việt và tịch thu được một số lượng vũ khí khổng lồ. Ông được vinh thăng trung tướng. Đầu năm 1970, rời biệt khu 44, ông trở lại lực lượng đặc biệt và giữ chức vụ tư lệnh. Tháng 8 năm 1970, tướng Phú giữ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Tháng 3 năm 1971, sau cuộc hành quân Lam Sơn 719, ông được vinh thăng thiếu tướng. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, ông được đích thân phối trí điều động các đơn vị trực thuộc dự tuyến vận tuyến phòng tái Nam Huế. Sư đoàn 1 bộ binh đã trở thành một đại đơn vị tinh nhuệ, tốc chiến tốc thắng, được báo chí nước ngoài so sánh với các sư đoàn tinh nhuệ lừng danh của quân đội Hoa Kỳ. Vì lý do sức khỏe, ông rời sư đoàn 1 bộ binh. Sau hiệp định Ba Lê, quân cụ đạn dược bị thiếu hụt một cách trầm trọng. Tháng 11 năm 1974, tình hình chiến sự trở nên nghiêm trọng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm thiếu tướng Phú làm tư lệnh quân đoàn 2 ở cao nguyên Trung Phần, một cứ điểm chiến lược quan trọng. Ngày 10 tháng 3, một sư đoàn cộng quân đánh chiếm cũng Đức Lập. Trung tá Nguyễn Cao Vực khóa 13 đã anh dũng hy sinh tại cuồng đường. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, tướng Phú đến Cam Ranh họp với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với các tướng lãnh của Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống đã lệnh triệt thoái khỏi cao nguyên và đưa toàn bộ lực lượng không quân, chiến xa và đại pháo về Nha Trang, tổ chức phòng thủ ở Dương Hải Trung Vận. Tướng Phú biết triệt thoái đồng nghĩa với thất bại, nên ông đã xin được tự thủ ở cao nguyên Trung Vận, nhưng đã bị từ chối. Cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên thất bại ngày 2 tháng 4 trên đồi lầu ông Hoàng ở Phan Thiết. Thiếu tướng Phú chỉ còn là một ông già ốm yếu, tiều tụy không hồn. Ông được quyết định tụng tiết bằng viên đạn cuối cùng, kết thúc đời binh nghiệp của một tướng lãnh, nhưng đã được ngăn chặn kịp thời. Về đến Sài Gòn, ông đã phải vào bệnh viện để tĩnh dưỡng. Trong những ngày tòa đại sứ Hoa Kỳ tái lập kế hoạch di tản khỏi Sài Gòn, nhân viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ đã đến nhà đề nghị ông của gia đình để định cư tại Hoa Kỳ. Tướng Phú đã cảm ơn và từ chối. Ngày 29 tháng 4, vũ khí đã bị tước đoạt. Thiếu tướng Phú đành mượn một liều thuốc cực mạnh thay cho viên đạn cuối cùng của người lính chiến. Nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, thiếu tướng Phạm Văn Phú tỉnh dậy, thều thào với phu nhân: "Tình hình đến đâu rồi?" Bà Phú buồn rầu thổn thức: "Cộng sản đã vào đến Sài Gòn." Từ từ nhắm mắt lại, từ giã mọi phiền não của cuộc đời. Thiếu tướng Phú đã giữ tròn lời ước nguyện với các chiến hữu của mình khi ông xin tự thủ Pleiku cho đến viên đạn cuối cùng. Anh hùng tự, khí hùng bất tử. Nhân mùa quốc hận, xin thành kính tưởng niệm các anh hùng tử sĩ đã vì quốc vong thân, nạn nhân của Cộng sản trong Tết Mậu Thân, đồng bào đã hy sinh trong các cuộc vượt biên, vượt biển tìm tự do, các chiến hữu đã chết trong ngục tù của Cộng sản, và xin ghi ơn quý thương phế binh đã đổ máu hoặc đã để lại một phần thân thể trên chiến trường cùng các cô nhi quả phụ, tổ phụ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến bảo quốc an dân. Chương trình của chúng tôi đến đây đã hết. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ đến. Thủy Tiên xin trân trọng kính chào.